bạn thân mến, vào ngày 19 tháng 12 năm 1984, những người đứng sau Thủ tướng Anh Margaret Thatcher và Thủ tướng Trung Quốc Triệu Tử Dương đồng loạt vỗ tay khi hai nhà lãnh đạo ký vào văn kiện lớn, bọc bìa đỏ và bắt tay nhau qua chiếc bàn phủ lụa xanh. Văn kiện mang tên Tuyên bố Trung Trung Anh, trong đó chấm dứt 150 năm người Anh cai trị Hồng Kông, vạch ra lộ trình để Trung Quốc tiếp quản thành phố này kể từ ngày 1 tháng 7 năm 1997. Đây là kết quả của một loạt cuộc đàm phán bí mật có ảnh hưởng sâu sắc đến tương lai của Hồng Kông. Cuộc đàm phán bí mật trao trả Hồng Kông cho Trung Quốc. Ngay từ năm 1958, Bắc Kinh đã phản đối một số nỗ lực từ phía Anh muốn tăng quyền và đổi quy chế cho Hồng Kông và nhất quyết đòi lại chủ quyền. Chuyến công du Bắc Kinh vào tháng 9 năm 1982 của Thủ tướng Anh Margaret Thatcher là một trong những cột mốc quan trọng đưa đến việc Anh trao trả Hồng Kông cho Trung Quốc. Trong chuyến đi này, khi hai bên còn thương thảo, Đặng Tiểu Bình đã dọa rằng nếu Anh không chấp nhận điều kiện của Bắc Kinh, Trung Quốc có thể chiếm Hồng Kông bằng vũ lực. Lãnh thổ theo hiệp ước. Việc triều đình Mãn Thanh phản đối hoạt động tự do buôn bán thuốc phiện của thực dân Anh từ Ấn Độ sang Trung Quốc đã châm ngòi cho cuộc chiến tranh thuốc phiện giữa hai bên. Sau khi thực dân Anh đánh bại triều đình nhà Thanh trong chiến tranh thuốc phiện lần thứ nhất và thứ hai vào năm 1842 và năm 1860, lãnh thổ Hồng Kông và Cửu Long được trao cho người Anh cai quản theo Điều ước Nam Kinh và Điều ước Bắc Kinh. Hiệp định năm 1898 trở thành nguồn gốc của mọi rắc rối. Đầu thập niên 1980, khi lãnh thổ Hồng Kông phát triển thành khu kinh tế nổi trội, giới doanh nghiệp Hồng Kông bắt đầu lo lắng về tương lai Hồng Kông sau cột mốc năm 1997. Chiếu theo nội dung 3 hiệp ước, chi khu tân giới là được trả cho Trung Quốc sau thời hạn 99 năm, trong khi đảo Hồng Kông lẫn Cửu Long vẫn thuộc về Anh. Tuy nhiên, sau nhiều năm phát triển, cả ba khu đã hợp nhất thành một. Xét về mặt kinh tế, vấn đề gây lo ngại là ba khu, đảo Hồng Kông, Cửu Long và Tân Giới sẽ thuộc về Anh hay Trung Quốc. Nếu thuộc về Trung Quốc, các hợp đồng thuê đất của giới doanh nghiệp bị ảnh hưởng như thế nào? Và còn các dự án đầu tư đan xen giữa ba khu vực vốn không hề được tách biệt bằng ranh giới địa lý cụ thể. Vào tháng 9 năm 1982, Thủ tướng Thatcher sang Bắc Kinh trong bối cảnh như vậy. Bộ Ngoại giao Anh cảnh báo Thủ tướng Thatcher trong một bản ghi nhớ năm 1982, trong bất cứ trường hợp nào, chúng ta chỉ có thể duy trì quyền chủ quyền đối với Tân Giới tới năm 1997 và lãnh thổ này không thể có chủ quyền của riêng mình. Trong hồi ký của mình, David Anker Jones, toàn quyền Hồng Kông giai đoạn 1985-1987, viết rằng sau Thế chiến thứ hai, đế quốc Anh dần sụp đổ. Người Hồng Kông nhận ra rằng tương lai của họ sẽ tiếp tục bất định cho đến khi biết được điều gì sẽ xảy ra khi thỏa thuận thuê đất của thuộc địa Tân Giới hết hạn. Khi đó, Hồng Kông chắc chắn sẽ không được độc lập như phần lớn các thuộc địa Anh khác. Sau khi tham gia Liên Hợp Quốc vào năm 1971, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã thành công trong việc vận động đưa Hồng Kông cùng với Macau ra khỏi danh sách các lãnh thổ không tự trị, vốn là điều kiện để họ có thể hưởng độc lập hoàn toàn. Đàm phán bí mật. Năm 1982, bà Thatcher trở thành Thủ tướng Anh đầu tiên tới thăm Trung Quốc và chính thức khởi động các cuộc đàm phán về tương lai của Hồng Kông. Ban đầu, London hy vọng có thể duy trì quyền kiểm soát đáng kể đối với thành phố, ngay cả khi trả lại chủ quyền hợp pháp cho Trung Quốc. Từ phi trường, Thatcher được đưa đến nhà khách Điếu Ngư Đài, rồi dự lễ đón tiếp tại Đại lễ đường Nhân dân, nơi mà bà có cuộc hội đàm ngắn với đồng cấp Triệu Tử Dương. Trong tiệc tối, Triệu bắt đầu làm nóng vấn đề Hồng Kông, dù cuộc họp thượng đỉnh giữa hai nguyên thủ chưa chính thức diễn ra. Trong quan hệ song phương của chúng ta, có những vấn đề để lại từ lịch sử cần phải được giải quyết thông qua con đường thương nghị. Thatcher trả lời, chúng ta chưa bắt đầu bàn đến vấn đề Hồng Kông, tôi sẽ theo đuổi vấn đề quan trọng này với ông vào ngày mai. Tuy nhiên vào ngày mai, Bắc Kinh đã gây sức ép tâm lý trước.
Sáng hôm đó, tại hành lang đại lễ đường nhân dân, ngay trước căn phòng mà Thatcher chờ bên trong, họ Triệu đứng với một nhóm phóng viên Hồng Kông và bất ngờ tuyên bố Trung Quốc chắc chắn sẽ lấy lại được chủ quyền Hồng Kông. Bắc Kinh muốn đánh tiếng rằng chuyến đi của bà Thatcher sẽ chẳng có ý nghĩa gì. Sáng hôm sau, thứ Sáu ngày 24 tháng 9, Thatcher bắt đầu gặp Đặng Tiểu Bình. Tại đại lễ đường nhân dân, Đặng ngồi cùng với Ngoại trưởng Hoàng Hoa, Phó Thủ tướng Trương Văn Tấn và Đại sứ Trung Quốc tại Anh Kha Hoa. Gặp Thatcher, Đặng nói, Trung Quốc không thể làm gì khác hơn là lấy lại chủ quyền toàn bộ Hồng Kông vào năm 1997 và Bắc Kinh sẽ làm điều đó, bất luận Anh có muốn hay không. Hồng Kông, bà Thatcher trả lời, phải hiểu là thuộc về Anh với sự ràng buộc của ba hiệp ước có giá trị pháp lý quốc tế, trong đó có hai hiệp ước liên quan đến vấn đề nhượng vĩnh viễn. Trung Quốc không thể bác bỏ thực tế này. Nếu muốn lấy lại toàn bộ Hồng Kông, cách duy nhất là phải làm theo luật, thông qua việc thay đổi các điều khoản của ba hiệp ước với sự đồng ý của Anh. Thatcher nói thêm, bà hiểu sự quan trọng của vấn đề chủ quyền đối với Trung Quốc, nhưng điều mà chính phủ Anh quan tâm chủ yếu là phải có một bộ máy quản trị hành chính Anh duy trì tại Hồng Kông sau năm 1997 để bảo đảm sự ổn định và thịnh vượng của lãnh thổ. Thatcher hàm ý một Hồng Kông mà Anh đã giúp xây dựng thành trung tâm thương mại mậu dịch quốc tế, không thể phút chốc bị tuột mất về tay Trung Quốc. Đây là điều mà Đảng không muốn nghe. Chưa lần nào kể từ khi quan hệ hai nước được bình thường hóa năm 1972 và một Thủ tướng Anh dám trực tiếp lên tiếng phản đối việc trao trả Hồng Kông. Thế mà bây giờ, một Thủ tướng Anh muốn quay ngược đồng hồ và nói với Trung Quốc bằng thứ ngôn ngữ của thực dân thế kỷ 19, biện bạch những sự sai trái trong hai cuộc chiến nhà phiến, buộc Trung Quốc phải một lần nữa mất mặt thừa nhận sự yếu đuối và nỗi nhục năm nào. Nếu đồng ý để Anh ở lại Hồng Kông sau năm 1997, Đặng nói ông chẳng khác bọn bán nước nhà Thanh đã trao đất Trung Quốc cho Anh bằng các hiệp ước phi pháp và vô giá trị. Bắc Kinh không thể chấp nhận điều đó, cờ Anh phải biến mất, toàn quyền Anh phải biến mất và chỉ Trung Quốc mới có thể quyết định chính sách nào thích hợp cho tương lai Hồng Kông. Vương quốc Anh chỉ có thể hợp tác trong tiến trình chuyển giao, mà nếu không cùng Trung Quốc thỏa thuận chuyển giao trong vòng 2 năm, Bắc Kinh sẽ đơn phương tuyên bố chính sách riêng về số phận của Hồng Kông. Cuối cùng, để thêm phần nặng cân, Đặng dọa sẽ dùng vũ lực nếu cần. Tôi có thể bước vào Hồng Kông và lấy lại tất ngay trong chiều nay. Cuộc gặp kết thúc, không có kết quả cụ thể, bản tuyên bố chung sau đó ghi lãnh đạo hai nước đã tiến hành các buổi nói chuyện sâu rộng trong một bầu không khí hữu nghị về tương lai Hồng Kông. Cả hai nguyên thủ đã thể hiện quan điểm rõ ràng về vấn đề. Hai nguyên thủ đồng ý tổ chức các cuộc đàm phán thông qua các kênh ngoại giao sau chuyến công du này nhằm đạt được mục đích chung là duy trì sự ổn định và thịnh vượng cho Hồng Kông. 3 giờ chiều cùng ngày, Tân Hoa Xã đã xỏ lá khi thuận. Bản tuyên bố chung nêu rõ quan điểm chính phủ Trung Quốc về việc lấy lại toàn bộ Hồng Kông là trước sau như một. Bản tin này xuất hiện ngay thời điểm Thatcher tổ chức cuộc họp báo riêng. Khi trước phóng viên hỏi về nội dung bản tin Tân Hoa Xã, bà Thatcher vẫn duy trì quan điểm riêng. Có 3 hiệp ước đang tồn tại, chúng tôi sẽ bám chặt vào các hiệp ước trừ khi chúng tôi quyết định khác đi. Ở thời điểm này, chúng tôi bám chặt vào các hiệp ước. Trước thái độ của Thatcher, Bắc Kinh tức giận. Chỉ một mình Triệu Tử Dương đến sự tiệc chia tay bà Thủ tướng tổ chức tại Đại lễ đường Nhân dân. Tháng 10 năm 1983, khi các cuộc đàm phán bế tắc và thậm chí có thể bị đổ vỡ, thị trường Hồng Kông bắt đầu hỗn loạn, đồng đô la Hồng Kông tụt dốc không phanh. Cuối cùng, London phải nhượng và Bắc Kinh cũng lùi một bước. Công thức nhất quốc lưỡng chế kéo dài 50 năm đã giúp cả hai cùng đỡ mất mặt. Vào ngày 19 tháng 12 năm 1984, hai bên ký tuyên bố chung về việc Anh trao trả Hồng Kông. Thỏa thuận này sẽ hết hiệu lực vào năm 2047, trong khi một số nhà quan sát kỳ vọng rằng Trung Quốc sẽ vẫn tiếp tục duy trì tình trạng tự trị và luật cơ bản hiện nay cho Hồng Kông. Nhiều người dự đoán đặc khu hành chính này sẽ mất địa vị đặc biệt của mình và trở thành một tỉnh bình thường của Trung Quốc khi thỏa thuận hết hạn.
Một số ý kiến nói rằng Anh đã trong tình thế rất yếu khi đàm phán. Cách trở địa lý khiến Anh không thể bảo vệ Hồng Kông bằng quân sự là một vấn đề. Còn có nhiều yếu tố khách quan, chẳng hạn Hồng Kông lệ thuộc gần như hoàn toàn nguồn nước từ Quảng Đông. Bất luận thế nào, người ta vẫn chỉ trích và cho rằng bà Thatcher thất bại khiến Hồng Kông bị tuột mất khỏi Anh. Nhất trí được gì cho tương lai của Hồng Kông? Trung Quốc đồng ý cai quản Hồng Kông theo nguyên tắc một đất nước, hai hệ thống, nơi thành phố này sẽ hưởng một mức độ tự trị cao trừ các vấn đề về quốc phòng và ngoại giao cho 50 năm sau. Hồng Kông trở thành đặc khu hành chính, điều này có nghĩa là Hồng Kông có hệ thống pháp luật riêng, đa đảng, có các quyền như tự do ngôn luận và tự do hội họp, lãnh thổ này có hiến pháp mini và có quy định những đặc quyền này. Luật cơ bản Hồng Kông nói mục đích cuối cùng là để bầu ra lãnh đạo lãnh thổ này, trưởng đặc khu, thông qua bầu cử và tuân theo các quy trình dân chủ. Lãnh đạo là trưởng đặc khu được bầu lên bởi một ủy ban 1.200 thành viên. Đa số thành viên của ủy ban này được xem là thân Bắc Kinh. Quốc hội là hội đồng lập pháp được lập ra với phân nửa là đại diện được bầu trực tiếp và phân nửa là đại diện do các nhóm chuyên trách hoặc các nhóm đặc quyền. Điều gì sẽ xảy ra sau năm 2047? Đó là mốc sau đó Trung Quốc lục địa không có trách nhiệm phải cho Hồng Kông tự trị theo những gì mà Bắc Kinh đã thỏa thuận với London trước đây. Trong khi có một số tiếng nói kêu gọi cho Hồng Kông hoàn toàn độc lập, Trung Quốc đã loại bỏ sự lựa chọn này. Những khả năng có thể xảy ra là Trung Quốc gia hạn cho quyền tự trị hiện tại và luật cơ bản. Trung Quốc sẽ cho phép một số đặc quyền hiện nay nhưng không phải tất cả. Hồng Kông sẽ mất quy chế đặc biệt hiện nay và trở thành một tỉnh của Trung Quốc và mất quyền tự trị. Với thế hệ trẻ ngày càng quan tâm tới chính trị, hầu hết các nhà quan sát trông đợi những diễn biến chính trị mạnh mẽ cho tương lai của thành phố này. Các bạn thân mến, năm 2007, nhân kỷ niệm 10 năm trao trả Hồng Kông, cựu Thủ tướng Thatcher lần đầu tiên nói thật lòng rằng bà rất buồn khi phải chấm dứt 150 năm quyền làm chủ của Anh ở Hồng Kông. Bà nhắc lại vào lễ trao trả ở Hồng Kông, trời mưa xối xả và than rằng nước Anh đã quá đủ mưa mà sao lại còn có mưa ở Hồng Kông. Đặc biệt là bà Thatcher đã nói bà không tin tưởng gì ở công thức một quốc gia, hai chế độ của Đặng Tiểu Bình. Điều bà Thatcher thực sự muốn là tiếp tục quyền hành chính của Anh ở Hồng Kông, nhưng đó là thứ bất khả thi. Kể từ sau khi lễ trao trả Hồng Kông vào năm 1997, bà Thatcher đã không bao giờ quay lại đó. Qua đời năm 2013, điều bà không dự báo được là giới trẻ Hồng Kông ngày nay tự đứng lên đấu tranh cho tương lai của Hồng Kông, chứ không hề trông đợi vào chính phủ Anh nữa.